nó chỉnh đầu của anh Hậu cái tôi nói ủa cái gì bà từng đợt giải của anh Hậu mà tôi cứ rồi đánh máy tôi biết là chị nằm ở trong cái giải của anh Hậu nào. Thì lúc đó chị lên chị đánh chính của anh Hậu mà hai ban tặng cho chị ở trong cái làng cái xã để cho vui đó, thì lúc đó tôi mới biết hết rồi. Thì ra là giống như là trò chơi hoa hậu thôi hả, không có được công nhận lúc đó. Cho nên lúc đó tôi mới biết là chị là chỉ là hoa hậu trò chơi, hoa hậu cho vui thôi, tự giống như là tự phát giải cho nhau cho vui tự vậy đó. Cho nên lúc đó tôi mới biết chị hoa hậu thôi, chứ tôi không hề nghe, không hề hay biết chị là hoa hậu ở đâu luôn á. Giờ tôi mới biết. Bởi vậy á, tại vì á ở bên Việt Nam bây giờ đó, ai mà nói tới chị á, ha, ai mà nói tới chị là họ bị gì mấy anh chị biết không, là bị á đi tù, bị 331, bị kiện bị thôi. Cho nên là tôi đại diện cho các anh em YouTube ở Việt Nam để tôi lên đây tôi xài sệ chị luôn. Bây giờ tự nhiên tôi bị ép mấy anh chị, tôi bị ép ai mượn tôi có lòng, tôi có lòng từ bi kệ đó mình gì. Nhiều người còn hơn là mình hy sinh cho một người, đúng không? Đó. Mình hy sinh cho nhiều người, nó sẽ hơn một người, nó sẽ còn hơn là mình hy sinh cho một người mà để chi, phải không? Để đi hạ thấp nhiều người. Thì ấy, nó không có đúng, không có đúng với cái cách sống của tôi. Bây giờ ấy, chị đã 40 mấy cái ra đơn kiện rồi, các kênh YouTube hết trơn rồi. Đúng rồi, bây giờ là tụi nó nói thì tụi nó cũng hạn chế cái động chạm đến chị. Cái bây giờ là tôi lên là tôi nói ok gì để tôi cái chuyện mà đi hạ nhục thiên hạ đó, phải không? Chà nào, người ta đó là cái chuyện đó tôi giỏi lắm. Mà nói chung là tôi cũng có cái khiếu nha, tốt cũng tôi mà xấu cũng tôi đó, đó tôi là con người vậy đó, đó tốt cũng tôi mà xấu cũng tôi. Cho nên bây giờ là tôi đại diện, tôi quyết tâm tôi đại diện rồi, chị mà lên chị hạ nhục người ta nữa là sẽ có tôi. Cái clip này tôi gửi với chị là cái clip cuối cùng nha, cuối cùng đó. Nhưng mà chị vẫn còn lên tiếp tục hạ nhục người ta và sỉ nhục người ta, tôi lại tiếp tục đi lên dành cho chị nữa. Tại vì tôi bây giờ trở thành là người đại diện rồi. Mấy đứa kênh YouTube Việt Nam bây giờ trong cái thâm tâm của nó là đang á, là gửi gắm cho tôi rồi. Mặc dù là tụi nó không tìm đến tôi, mặc dù là tụi nó không tìm đến tôi là để Phương Anh ơi giúp cho tụi mình hay là các kênh YouTube Việt Nam để phản biện lại bà Y Xuân đi, nhưng mà tụi nó không có nói. Nhưng mà trong thâm tâm tôi là biết ra nè, biết và hiểu là tụi nó trời ơi coi bây giờ nói động tới bà là bà kiện bà thưa đó. Đó, ở Việt Nam nó có cái tội là 331 rất là khó đó. Cho nên tất cả đó nha, gửi gắn cho bà Phương Anh, cho bánh tét hết đó, cho con bánh tét hết để lên chị quanh với bà đi xuống nó bà trên lên. Bây giờ chị còn muốn tiếp tục lên sỉ nhục và chửi nó nữa là chị nhắm chị cứ qua được cái miệng của tôi không? Chứ khi chị lên bây giờ tiếp tục chị lên chị sỉ nhục tụi nó, chị cha đạp tụi nó, chị nói chị đúng á nha, tôi còn dẹp, tôi còn phát vui ra nữa. Nếu chị nói chị đúng là tôi còn mổ xẻ ra nữa nha, còn nhiều vấn đề để mổ xẻ với chị đó nha. Cho nên á, trước khi chị muốn lên tiếp tục sỉ nhục và ăn hiếp người ta nữa thì chị coi chị có qua cái miệng của tôi không? Chị có qua cái mồm tôi không hả? Chị có qua miệng tôi không? Trời đất ơi, một cái con mà gọi là Nguyễn Lê, cái gì Lê, Lê Nguyên gì đó hả? Mà nó đưa cái bài mà đi cúng điếu chỗ đó mà chất quốc như vậy mà chị còn tin, mà chị còn lên, mà chị còn nói giống như đúng rồi vậy đó. Vậy là hỏi chị hiểu biết đi dữ chưa hả? Chị hiểu biết tới đâu rồi? Trời đất ơi, đụng tới là thưa làm như pháp luật á. Và người ta đó nha, không có biết là điều tra hay biết nhìn nhận sự việc đúng sai vậy đó. Ủa, hỏi coi, ủa tại sao mà đi kiện các kênh YouTube này? Mà chị trả lời sao? Tại vì nó sỉ nhục tôi. Mà tới chừng người ta hỏi ngược lại các kênh YouTube khác, hỏi sao đi sỉ nhục nữa. Hỏi trước bà đưa cho tôi thông tin sai sự thật đó để cho bên con Ngọc Phượng vừa dập chửi với tụi tôi. Bởi vì tụi tôi tin vào cái thông tin của bà đưa ra, cho nên là tụi tôi mới đi lên phản biện và chà đạp và tập bộ. Thì bây giờ đó bà đưa sai thông tin sự thật, bây giờ bà không chịu chấp nhận những cái việc làm sai của bà, là tất nhiên tụi tôi lên phản biện lại rồi. Bà cứ đưa ra là bà đúng không à? Mà trong khi đó tụi tôi đi lấy thông tin từ bà, giờ bà kiện tụi tôi là sao? Thì bây giờ công an nó nhìn qua nhìn lại quê đi về chứ sao? Không có lửa sao có khói? Chính bản thân của mình là cái người đưa thông tin ra thôi, kiểm chứng đi vô cáo đi vô khống nha. Đó thì bây giờ là mình phải có trách nhiệm chứ. Còn bây giờ khi mà người ta phản kháng, ta hỏi ủa
cho bên con ve nó tấn công tụi tôi thì tôi phải tìm bả để hỏi bả cho đúng sai, tôi phải phản biện lại bả thôi. Giờ bả tìm của tôi là nghĩ cái gì? Cái gì đó cũng phải có lý có lẽ chứ, có tình chứ. Trời ơi, muốn nói sao chị mới xuống. Trời bà là nhiều chuyện số 1 luôn bả. Trời đất ơi, thằng Đăng nói là em của bà đó nha, nó là em của bà đó nha, nói rất là nó xin tiền bà mà bà đi khai hết trơn. Bà đâu có nhiều chuyện ở trong nước đâu mà bà nhiều chuyện ra nước ngoài luôn. Bà nhiều chuyện ra nước ngoài luôn, nhiều chuyện ở trong nước không chịu nữa nha, phải đưa ra nước ngoài hả. Giống như á nha, tôi nghi đó nè, những cái gì mà chị Hồng Trinh đưa cho tôi đó, có phải là từ chị không anh? Chị lắm đó, nghi âm cái kiểu editing. Mà tại sao chị mà không đưa cho ai, người khác đưa cho tôi mà lại đưa cho chị Hồng Trinh? Cái này mới lạ nè. Nói chưa ra thì ai cũng hiểu hết trơn rồi. Chúng ta là lớn hết rồi, lông nách có hết rồi, cho nên không cần phải tôi chối, không cần chối đâu nha. Mỗi người có một cái nhận định, người ta dám xuống không? Người ta nhìn vô cái sự việc là người ta biết hết trơn rồi, không có cần phải giải thích nhiều và nói nhiều. Thấy không? Bây giờ vô chị em đi vô trong bình luận á, đi vô trong mấy cái gì ta? Đi vô trong cái Facebook. Thấy chị em nói chuyện với nhau giống như đúng rồi, tôi nói thiệt với anh chị, một khi mà tôi đã chửi ai mà nói xấu ai rồi, mấy chị là không bao giờ tôi quay lại đâu, mấy chị nhục lắm. Nhưng mình còn giữ cái tư cách của mình nữa mấy chị. Một khi mà tôi đã chửi ai mà tôi đã quay xe hoặc là tôi không muốn có cái mối quan hệ với người đó nữa, hoặc là tôi đi nói xấu người nào rồi là tôi nói thiệt cho mấy chị là tôi từ bỏ rồi tôi mới nói xấu, cho nên không bao giờ tôi quay lại và tôi chơi với cái người đó nữa. Nếu mà mình mới giữ cho mình cái xe vậy chứ. Bởi vì mà tôi cũng nói thiệt ha, tôi cũng nói thiệt với chị luôn. Là cái vấn đề ở đây không phải là tôi ghét chị mà tôi nói tại vì chị ăn hiếp người ta quá chị ơi. Chị cứ ăn hiếp người ta quá mà chị chơi đâu có đẹp đâu. Chị chơi đâu có ngay. Chị đi kiếm con tiết bóng để đưa thông tin cho chị. Để chị á, phải không? Chị cái cảm xúc trên mạng mà chị muốn đeo theo con Hồng Lao nữa mà tao không cho thôi mà chị cảm xúc. Là chị đi tìm thông tin, cứ ở đâu có thông tin đó bất lợi cho con đi với Hồng Lao là chị tìm tới người ta để chị cho em út của chị ha, cho đệ tử của chị đi kiếm thông tin liền. Thằng Đăng nó chạy giống như con chó đó, nó đi tìm thông tin, nó đi tìm những người á mà nắm giữ thông tin của con đi với Hồng Lao để về chung đội với chị để đưa thông tin cho chị để chị chi ấy, cái là để chị đi kiếm người ta, chị đi tố giác người ta còn bỏ ra 10 tỷ nữa. Còn nghe nói là bỏ ra 10 tỷ để mà cho người này người nọ, ai mà đưa cái thông tin ra, ai mà đưa được cái câu nào chị chửi Hồng Long với con đi. Chị không có chửi con đỉ hay con tím, hay là chị không có chửi nặng, nhưng mà chị chửi vô ơn hả? Vô ơn có phải là chửi không hả? Cái từ vô ơn đó là từ, cái từ đó như thế nào hả? Mà chửi rất là nhiều, chửi nhiều nữa, nhiều lần nữa đó. Rồi coi nhiều lần tự ghi bài phốt lên đi, một cái nút lùm tự ghi bài phốt lên rồi tự đọc luôn đó. Thay vì chửi thẳng vô mặt con đi với Hồng Long thì người ta sẽ tấn công hoặc là sợ bị dính đơn kiện, cho nên đi nít đắp lùm tự vô bình luận ha, rồi chứ tự chửi bằng cái nít khác, rồi tự lên trên mạng rồi cầm cái đó đọc lo cho người ta biết hả. Chứ không phải tự nhiên mày rảnh rỗi mà đi đọc những cái bài bình luận ta chửi con đi với Hồng Lan đâu. Trời ơi chị khôn quá trời, chị khôn, trời ơi chị khôn quá. Tôi gặp đi với anh chị trong những cái bài viết mà dài thòn lòn, mà dài giống như là con bò con ngựa nó đáy vậy đó nha, là những cái bài mà chửi về cái đạo đức của con Hồng Lo, chửi về con Ni đó, là bả lên bằng đọc của cả thế giới nghe đó, là những cái bài đó tôi gặp đi giúp chị mọi người là cái bài của bả không, bài của bả không đó. Tại vì bả viết rồi bả đọc lên như vậy, bả khỏi bị dính vô tội, khỏi bị kiện thôi.
thay vì bây giờ tôi tránh được cái sự bị thương vậy hoặc dính vô pháp lý thì tôi sao? Có đi một cái khác vào bình luận, xong rồi thôi. Bình luận ở dưới cái trang, những cái trang của tôi, rồi bắt đầu là tôi lên tôi đọc, tôi sỉ nhục. Tôi nói một người khán giả, người khán giả nào bình luận, một người khán giả nào bình luận thì ai chịu được tôi? Tắm đi kìa. Hả? Ai thua được tôi? Cho nên mẹ tôi chơi cái trò là tự viết rồi tự lên đọc và bảo là của một khán giả khác để tắm rửa cái phần mà gọi là dướng vào phạm vi với Hồng Long với Cung Ly.